G3 là gì và công dụng như thế nào? G3 có nghĩa là G3, G có nghĩa là chữ gất và 3 là phối hợp với 3 loại trái cây khác, như là trái kỷ tử, sơn trà tử và một trái dứa ở vùng Siberia. Số 3 còn tượng trưng cho 3 năm nghiên cứu ở 3 phòng thí nghiệm. Gất là một cái thực phẩm bổ sung rất dồi dào chất chống oxy hóa như là chất lycopene, beta-carotene, vitamin E và đặc biệt là cái chất gọi là lipo-carotene có khả năng thẩm thấu vào trong cơ thể rất cao so với những chất chống oxy hóa ở trong các loại trái cây khác. Lipo-carotene ở trong nước gất có lượng thẩm thấu hơn 10 lần so với cà rốt, 70 lần so với trái cà chua, 40 lần hơn so với trái bắp và hơn 60 lần so với trái cam. Chính vì cái sự độc đáo của chất lipocalcin ở trong nước gất, tức là một cái dạng chất hỗn hợp của calcium và axit béo, cho nên có khả năng tăng cường cái sự hấp thu của các chất chống oxy hóa calcium vô trong cơ thể, có thể bảo vệ được cho DNA, qua đó làm chậm lại những cái ảnh hưởng chung của quá trình lão hóa. Qua cơ chế chống oxy hóa này, nước gất làm tăng cái khả năng chống đỡ các tổn thương của tế bào và mạch máu do gốc tự do gây ra. Ngoài ra còn giúp cho tế bào được trẻ khỏe, hỗ trợ cho chức năng của hệ miễn dịch được mạnh mẽ hơn, giúp cho làn da và đôi mắt được khỏe mạnh, hỗ trợ chức năng của tuyến tiền liệt.